Xin chào quý thầy cô và các em. Như đã hứa từ tuần trước, hôm nay cô Thúy Nga xin giới thiệu với các em tín hiệu đèn giao thông trong cân bằng phương trình hóa học. Đối với phương trình có số nguyên tử của các nguyên tố ở hai vế không bằng nhau, đó là phương trình đốt cháy iron hay còn gọi là sắt. Fe cộng O2 nhiệt độ tạo thành Fe3O4. Các em đã biết khi tham gia giao thông, gặp đèn đỏ chúng ta cần dừng lại, đèn vàng chờ một chút, gặp đèn xanh cứ tiếp tục đi. Thì trong cân bằng phương trình hóa học cũng tương tự, nếu em lựa chọn đèn đỏ là kỹ năng cân bằng phương trình còn yếu, cần phải cải thiện. Nếu em chọn đèn vàng là kỹ năng trung bình, các em cần dừng lại một chút để xem xét, chỉnh sửa. Nếu em chọn đèn xanh thì xin chúc mừng em đã có kỹ năng cân bằng phương trình hóa học rất tốt. Hãy tiếp tục phát huy. Trong bài toán đốt cháy iron, sắt, nếu em lựa chọn đèn đỏ thì số nguyên tử sắt ở hai vế đã bằng nhau và đều bằng 3. Nhưng số nguyên tử oxy ở vế trái là 2 x 4 bằng 8, ở vế phải là 4, vẫn chưa bằng. Do đó, hãy dừng lại một chút và sửa chữa. Chỉ cần bỏ hệ số 4 trước O2 và thay bằng hệ số 2 là ok. Nếu em lựa chọn đèn vàng, số nguyên tử sắt ở hai vế bằng nhau và đều bằng 3. Số nguyên tử oxy cũng bằng nhau và bằng 4. Nhưng chúng ta cùng xem lại một chút nhé. Vì Fe là kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử nên ký hiệu Fe cũng là công thức hóa học. Nếu thêm chỉ số 3 vào công thức của đơn chất Fe để cân bằng là chưa chính xác. Tương tự, đơn chất khí oxy có công thức đúng là O2, nhưng ở đây lại thay chỉ số 2 thành 4, biến công thức hóa học đúng thành sai. Vì vậy, trong trường hợp này, các em cần giữ nguyên công thức đúng là Fe và O2, chỉ thêm hệ số đặt trước công thức hóa học đúng mà không được thêm chỉ số. Lúc này, các em hãy nhìn xuống đèn xanh, ta thấy khi thêm hệ số 3 trước Fe và thêm hệ số 2 trước O2 thì số nguyên tử của các nguyên tố ở hai vế đã bằng nhau. Công thức đúng của các chất tham gia và tạo thành được giữ nguyên. Ta có phương trình hóa học đúng là 3Fe cộng với 2O2 nhiệt độ tạo thành Fe3O4. Chúc mừng các em đã có lựa chọn đèn xanh, các em đã có kỹ năng cân bằng phương trình rất tốt. Hãy tiếp tục phát huy. Nếu các em có lựa chọn là đèn đỏ và đèn vàng thì cũng đừng buồn. Hãy tiếp tục đón xem clip tiếp theo của cô Thúy Nga vào 9 giờ tối thứ bảy hàng tuần để nâng cấp kỹ năng cân bằng phương trình của mình lên. Xin hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh để nhận được các thông tin mới nhất từ kênh YouTube của cô Thúy Nga. Nếu quý phụ huynh và các em học sinh cần được hỗ trợ, xin hãy liên hệ số hotline 098 683 4698. Xin cảm ơn.